Rồi ok, chào mọi người đến video hôm nay của em nha. Thì không giới thiệu người hôm nay là lên kính nha mọi người. Tranh thủ lên cái video này sớm sớm thôi. Tối coi đá bóng hả? Khá là tới lúc 11 giờ. 11 giờ là em tập trung coi đá bóng, người điện thoại em nha, nhắn tin thôi nha. Đã tranh thủ lên sớm sớm rồi mọi người, chốt thì chốt, không có thì người, lúc 11 giờ mọi người nhắn tin em thôi, thì em xem đá bóng để tập trung coi nó mới hấp dẫn được mọi người nha, mong mọi người thông cảm giùm em. Đó. Thì kính hôm nay thì đây là lô cuối cùng của cái đợt hàng trước của mọi người ha. Còn mấy đồ hàng tồn này kia thì em chưa có đăng lại. Còn mấy cái lô sau này thì về thì khoảng 300 cây nữa, nhưng mà chưa về tới, người gửi từ nó gửi hơi lâu á mọi người, hơi lâu nha. Đó, rồi còn lô này lô cuối thì cái lô sau chắc cũng phải 10 ngày nửa tháng gì mà em mới lên lại nha, tin kính lại. Rồi. Thì em bắt đầu video luôn, đừng đỡ mất thời gian mọi người nha. Số điện thoại thì hôm nay làm vội quá, em không có đáp cái số điện thoại nhắc này. Em sẽ đỡ số điện thoại ngay phần tiêu đề nha mọi người. Thì kênh em bán hay không bao phí chuyển, nhưng mà riêng đối với hôm nay, đơn nào trên 500 ngàn chuyển khoản em sẽ bao ship mọi người nha. Đơn trên 500 ngàn chuyển khoản bao ship nha. Đối với hôm nay thôi nha mọi người, đối với hôm nay thôi. Đó, còn tại vì cái đơn dưới 500 ngàn á là cái tiền ship không có bù qua được tiền lời, thành ra mong mọi người thông cảm nha. Trên 500 ngàn chuyển khoản bao ship. Đầu tiên lên mọi người mấy cái con kính này là nó có độ rất này, đây được mấy con này nó có độ nha, nó có độ sáng là viễn nha mọi người, cộng một là viễn 1 độ nha. Kích thước thì có trên phần, có phần trên phần đây, cái này là mấy in Korea thương hiệu ở lúc nha. Đây, có thân kích thước đã hết rồi, 53, 18, 140 này, 40 là chiều đó ha, 18 là cái chiều 2 max này, cái chỗ trên sóng mũi của mình mọi người đó. Còn 53 là từ đây qua đây ha. Đó, cái hôm nay là rộng 14G này, size M, một lu F ở lúc này. Đó, nhưng mà rất là nhẹ mọi người ha. Kính này còn rất là mới luôn, nó có độ này chứng tỏ là kính này là một là dùng rồi, xong rồi người ta đem bán lại, người ta có đo lại cái độ viễn ở đây, người ta dán lại nè ha. Cái trong của nó là hơi màu hồng 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 nha mọi người, hồng hồng nhạt mờ đó, không có hồng rõ lắm, nên ra nam nữ đều có thể đeo được, nam đeo hoàn toàn được cái này luôn nha. Đó, rộng này, nhẹ nhỏ lắm, mà nó có cái nhược điểm là vậy này, nó đỡ bảo quản lâu ngày, mấy cái chỗ này mọi người người gì đánh được nha, đánh được nha, đánh lên là hết à, đánh lên là hết nha, chỗ đấy với cái chỗ cái phần dê tay đây này, đó đánh lên là hết liền, rất là dễ nha. Số 1 260k nha mọi người, ngày nam nữ đều có thể đeo được. Tiếp theo số 2, số 2 cũng 260 luôn, con này là gọng nhựa nha, gọng nhựa thương hiệu Zot của Hàn Quốc đó. Con này cũng còn rất là ok nè mọi người, là nó có đo sẵn độ viễn trong đây luôn, 325 nha. Này là gọng nam, kích thước của nó đây 140, 51, 18 nha mọi người. Đó, 40 chiều đây ha, 51 là chiều đây, đó 18. Ý chà, xước chỗ này rồi ta. Kính rất ok nha mọi người, nhưng mà không biết bảo quản sao mà xước chỗ này cũng rất là mới đó. Cái gọng nhựa đây, cái chỗ này đánh được nè, đánh được nè. Người mua thì sẽ giảm cho người luôn ha. Người giờ này, cái này đánh được nha người, giờ mình lấy cà nam đánh nó hết luôn á. Đó, 200k luôn. Đó, lỡ rồi. Mã số 2 nha người. Tiếp theo mã số 3 260k nha. Cái này là còn tem mạc luôn này mọi người ha. Đấy, thông số các kiểu trên này nha. Đầy đủ luôn đó. Reading Glass ha. Kính này kính đọc sách à. Giọng là màu đỏ nha. Độ nó là 3 độ rưỡi nha mọi người. Đây là độ viễn nha mọi người, độ viễn nha. Oval mode. Đó. No 11. Đấy, thông số đồ đầy đủ đây nha mọi người. Thông số đầy đủ nha. Giọng là mới 100% chưa sử dụng nha mọi người. 1 là 6 5 4. 4 là đường đây ha. Còn cái chiều đây của nó thì em chưa có thấy ở trong đây để em đo cái thử. 140 nha mọi người. 140 nha, 140 nha. Chiều đây đây là nó 140. Nó còn full bọc full đồ luôn nha. Đó. Con này mà số 3. 260k nha mọi người. 260k. Tiếp theo số 4. Số 4 220 ha. Con này viễn 2 độ. Đó, kính rất là đẹp nhưng mà nó có nhược điểm với này, nó có một cái vết ở đây mọi người.
không ảnh hưởng gì, mình đeo không ảnh hưởng gì đâu nha, em đeo cho không thấy vấn đề gì hết đó. À, chỗ đây này nó nhỏ xíu đây này đó. Còn lại ngoại hình này nọ nó cũng rất là mới, rất ok nha. George Smart, con này là của Hàn Quốc luôn mọi người, made in Korea nha. Con này ok nè, nó là mình nhựa SE plastic đường đây 140 55 17 17 là khoảng cách gì 2 dây mắt này đó, 140 triệu đại nha. Đó mắt chính nó trồng từ đây độ rộng là 55 nha mọi người, số 4 220k, ngoại hình cũng rất là ok luôn mà chỉ bị một cái điểm đó nha, thành ra em bán con này 220 số 4. Tiếp theo số 5 220k. Số 5 220k nha mọi người. Đó, con này là viễn một độ 25 nha, viễn một độ 25. Rock on. Đó, con này đây nó đỡ bảo quản lâu ngày, cái chỗ chốt của đây này nó lên ten xanh này, mọi người dễ đánh đi nha. Em thì kính này đa số em không vệ sinh đâu, em đỡ nguyên bản luôn. Cái này dễ lắm người, đánh cái đi liền nha. Đó, rộng mặc dù là nhựa. Con này là made in Japan luôn nha mọi người. Handmade collection này, made in Japan luôn. Kích thước của nó là 142 nha mọi người. Chiều dài của đây que của nó là 142. Tròng mắt của nó chiều dài đây là 50 nha mọi người. Diameter khoảng cách là 19 cm. Là chiều mắt từ đây chứ. Rồi mắt khoảng cách giữa hai gọng mọi người. 19 cm nha. Đúng không? Đó. Viễn hạt 1 độ 25 nha mọi người. Mã số 5 220k. Theo mã số 6 320 nha mọi người. Mã số 6 320. Đó, con này là có hộp luôn. Mấy con có hộp bình thường giá nhập dùng đắt hơn, con này rất là mới. Độ mới cực cao luôn. Viễn 325 nha mọi người. Viễn 325 có hộp đầy đủ luôn. Đó. Còn rất là mới nha, mới cấu luôn. Dòng mã vàng. Kích thước thì em không có thấy nó đỡ trên dây kính, thành ra em sẽ đo cho mọi người nha. 130 nha mọi người. 130. 130 54 nha mọi người, 130 54. Đó. Con này rất là mới nha, mới cả trầm cả kính cũng rất là mới nha. Con này là chống được tia UV luôn nha mọi người. Đó, con này 3 độ 25 có hộp luôn. Số 6 320k nha mọi người. Tiếp theo số 7 260k. Đó. Một cái gọng bạc có hộp luôn nha. Con này thì rất là mới luôn mà. Rất là mới luôn nha, nhưng mà em không có biết nó viễn bao nhiêu độ mà. Mọi người con này cũng là kính viễn nha. Rồi, mã bạc nha. Con này mã bạc còn hợp sáng chơi luôn mà thông số nó rau hết rồi. Đó, dây mát này. Để em đo thì 119. Thì đây của nó là 130 à. Thì đây của nó là 50 50 nha mọi người, 50. Đó, dòng mã bạc. Rất là nhẹ mọi người, không biết làm bằng chất liệu nha, nhưng mà bạc sáng chơi luôn, có hộp đầy đủ luôn ha. Mã số 7 256 nha mọi người. Tiếp theo mã số 8 300 ha. Đó, con này thì dạng là siêu phẩm luôn. Con này độ mới nó của nó là nét như Sony luôn rồi, mới kinh khủng luôn rồi, mới như chưa dùng luôn đó. Và con này cũng là kính viễn nha mọi người, kính viễn. Em nghĩ con này là phù hợp với nữ nha, với nữ cái này nó độ mới nó kinh khủng lắm đó. Mình vừa có thể lấy gọng cũng được, còn về nếu mà độ phù hợp mà dùng luôn cũng được nha, dùng luôn cũng được. Gọng titan nha mọi người. À, kích thước của nó là 133 5216 nha, 52 còn chiều dài của cái trong kính đó, của cái trong trong này đó. Dê đây là 10 16. Ủa? Đúng không? 16 đúng rồi. Còn mắc in Japan luôn nè. Cái này giống của Seiko nha mọi người. Không không thấy rõ cái logo hãng của nó. Này, chỉ thấy ở đây là Titan này, Titan. Nó dòng Titan. Và sau đây có một lớp đá nè. Lớp đá ha. Chiều đây của nó là 133 nha mọi người. 135 á. Đồ dạng ở các kiểu đó mà rất là mới luôn rồi, có hộp đầy đủ luôn nha. Hộp mà màu mè chắc là kính nữ luôn rồi, mà đẹp lắm, còn rất là đẹp, rất là mới, mạ vàng kháng chới gặp titan nha, số 8 300k. Tiếp theo số 9. Số 9 là một cái gọng. Cái này chắc một chủ yếu mọi người lấy gọng nha mọi người. Hiện tại nó đang là kính viễn mà.
kính viễn nha mọi người. Hiện tại đang là trong viễn này. Đây cái gọng nó có dập thương hiệu ra luôn. Cái này hình như là ISL nha mọi người. Thương hiệu khủng nha, ISL nha. Thương hiệu này đắt tiền lắm á. ISL đây, ISL. Trên 2 GMAX nó có ghi nè. Này về thì chủ yếu mọi người bỏ cái đây đi. Còn nếu dưa thì quá hay rồi. Nhưng mà rất là mới nha. Không thì mình lấy cái gọng thôi, gọng này gọng titan nha. Đây, nó ghi là Fairway Elizabeth gì đây. Cái này là chất xuất qua Pháp hay gì đó mọi người. Kích thước của nó là 153 17 135 nha, 53. Cái này chiều này thì mình hoàn toàn chỉnh theo ý thích của mình được nha. Cái máy này thì cố định nè, đó. 17 này. 135 này. Cái chiều đây của mình vẫn chỉnh theo ý thích được nha. Đó. Cái này là 140 một gì là đều do mình hết, mình chỉnh được hết nha. Do mình cắt cái kính rồi mọi người, hiện tại đang 140 nè. ISL nha mọi người, ISL một thương hiệu rất là VIP luôn á. Chắc tiền lắm nha, số 9 280k. Tiếp theo. Số 10 258 nha mọi người. Motor KT vậy này. Đó, dòng này là nam đeo được nha, nam đeo được nha. Nhìn nó hơi tròn tròn, góc bên đây có họa tiết này nhưng mà nó không có bánh bèo mọi người. Nam hoàn toàn đeo được. Đây 140 mọi người. Mặt lớn luôn nha, 140. Nó như là giống kiểu 400 khác nhau luôn mọi người. Giờ chắc là mình kiểu mình lấy gọng thôi mọi người. Gọng nó rất là mới nè. Con này là ISL cho thằng người. Berwick. Có mã code luôn này. Mấy con có mã code này thường thường là tiền triệu mọi người. Đây. Dây mắt nó có hình logo thương hiệu này không biết phải không. Nên này. Thấy đỡ kích thước mọi người. Em thấy đỡ số 3 đây, hình như con này là viễn 3 độ hay không mọi người. Thấy cộng 3 vô đây, chỗ ghen. Không thấy kích thước để em đo mọi người. Thấy có chữ Paris thương hiệu chỗ đây này, SSS gì đó lum mọi người. 50 55 mọi người, mặt lớn của nhà 55 luôn. Chiều đây của nó là 46 hả, lớn nha. Hai bên này nó không có ho vàng, không có rướm đá cái kiểu thì nam mình vẫn đeo được con này mọi người, mặt to đi con này nó có phù hợp. Về mà chủ yếu là gọng con này nó nhiều thành phần á, vừa chỗ đây vừa chỗ đây 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 nó khác nhau hết, mình chắc là không đeo hợp đâu. Số 10 280k nha mọi người. Số 11 300k. Đó. Cái gọng này cũng quá đẹp, nó đang hiện tại nó đang tráng lớp collagen nha. Nó chống chói mọi người, nhìn nó xanh 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 nè mọi người. Đó. Ok quá ta. Cái này là không biết phải không nha, em chưa tìm hiểu phải cái tráng lớp gì không mà nhìn nó hơi chóng chóng mọi người. Đó. Này nó không có bay hơi như nó không có bay hơi như kính mát nha. Đó, chủ yếu con này gì mình lấy cái giọng nha. Con này là thương hiệu Seco nè, Amenti nè. Đó. Titanium nha mọi người, gọng titanium nha, frame da băng. Frame là gọng da băng á. Kích thước của nó là 56 14 135. 135 chuẩn luôn nè. 54 à. Đó. Nhưng mà chiều nay nó không có đỡ ha. Chiều nay của nó là 46 rồi. Gọng này thì chắc chắn là của nữ đeo rồi. Đây, có một đá bên này không biết đá nhân kim cương nhân tạo thì gì. Của Seiko nha mọi người. Con này mấy chị còn độ mới cũng rất là cao luôn. Cái này về lấy cái nè đánh là bóng lón nha mọi người. Về lấy cái gọng của nó. Tất nhiên là hàng này có sử dụng rồi, có một số điểm mà cái lớp phần nhựa nó xuống cấp này. Dây này mình có thể thay được nha. Quan trọng là cái gọng thôi. Mình titan mạ vàng còn rất là mới nha mọi người. Kính này là kính gọng nữ nha, gọng cho máy bắt nữ. Nam thì con này đeo không vừa tại vì nó có hai đá hai bên mọi người. Số 11 300k. Theo 12 180k nha mọi người. 12 180k. 49.800 biên nha mọi người. Đó. Mà nó 108 đó. Con này nó bị vậy nè, cái lớp cái này không biết nó bảo quản xong mà Grand Moraric nè mọi người. Con này gần 5 triệu quạt á, gần 5 triệu quạt nha mọi người. Cái lớp mạ vàng nó tróc hết rồi, đó. Cái lớp mạ vàng nó chỗ 2 GMAX con nguyên này, nè. Tên của hãng rồi có dập ở đây nữa nè. Ha. Đó, cái gọng này rất là đắt tiền nha mọi người. 49.800 biên. Đó, nhưng mà nó hiện tại nó đang bị lỗi vậy. Thông số nó thì nó mờ quá nhìn không ra. Gọng này là gọng titan nha, mình sẽ đánh bỏ cái lớp này luôn. Mình lấy những cái gọng titan này, điều mình hơi mất công chút, thành ra anh bán rẻ cho mọi người. 140 nha.
140 52 52 16 49 nha mọi người. Đó. 108 nha, vì mình đánh cái lớp mạ vàng đi. Đó, còn lớp titan ở trong đó. Thì cốt của nó là titan nha. 12 108. 13 240k. 240k nha mọi người. Con này giá bán mới của nó là 15.000 yên. 15.000 yên là khoảng 3 triệu mọi người, gần 3 triệu ha. Gần 3 triệu nha. Con này là sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà hàng xuất qua thị trường Nhật nha mọi người. Đó, người lăn tăn vấn đề đó nên dễ buồn lòng lắm. Đây, thông số của nó 55 16 140 nha, 140 là độ rộng của cái kẻ cái kính đó. Đó, 55 là cái phần cái chiều đây của cái kính nha. Đây là gọi chiều dài đây, chiều này hẹp rồi gọi là chiều rộng đấy ha. Chiều dài 55. Khoảng cách ở đây là 16 nè ha. Là 1/6 nha mọi người. Nhìn rất là đẹp. Đó, không thấy độ titan gì ha. Còn nó mới nha, cái này chủ yếu mình lấy gọng nha mọi người. Đó. Mới 100% luôn. Bảo quản thì nó có bụi bặm thôi chứ còn không có xước trầy nặng hư hỏng nha. 13 204. Tiếp theo 14 200k nha mọi người. Con này cũng mới 100% rồi. Cũng mới 100% là Top Mod Optical. Giá 13.000 yên ha. No 20299 nó có mã số các kiểu luôn mọi người. Con này thì thông số nó lại không đỡ anh gọng mọi người. Đây hai dê nó có logo thương hiệu này. Con này mạch nhỏ 130 mọi người. Chiều đây của nó là 47, 130 47. Chiều đây là 34 nha mọi người. Hai mạch nhỏ thì dùng mấy con này được nha, 14 2. Sao em biết là nhỏ to như thế nào nhưng mà anh thấy con này em đeo vẫn được, không hiểu mọi người thích 140 135 em thấy hơi bự á. 14 200k nha mọi người. Rồi, tiếp theo một con siêu phẩm mọi người. 15 258 nha. Con này giá mới là 20.000 yên nhưng mà cái gọng nó còn rất là mới mọi người. Rồi, thương hiệu là Bella Sola nha. BME BMM 3016 là cái mã vạch mã của nó mọi người. Nhưng mà mọi người muốn search cái gọng kính mọi người thì gõ tên thương hiệu với cái mã này là nó ra nha. Hầu như là đều có hết mọi người. Kích thước là 147 56 17 56 17 147 nha. 17 56 nè, 147 là cái kính ha. Ừ. 147 chiếc đo luôn cái phần lớn nhất dưới đây của thằng trên này là 140 nè, đó. Mình cái gọng này nó có mấy cái đây mình điều chỉnh là bóp to nhỏ vô trong được nha mọi người. Hoàn toàn điều chỉnh được nha. Gọng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Rất mới rất đẹp nha. Gọng này nam đeo nữ đeo vẫn được nha, nam nữ đều sẽ đeo được. Mà 147 là em nghĩ chắc phải nam, nữ thường mặt không mặt lớn thì chắc không có. Đó, bắt là mặt lớn em này đẹp nha. 15 280k. Tiếp theo 16 320k. 16 320 nha mọi người, một cái gọng đây. 10k gold feel nè mọi người thấy không? Đó, 1/20 nha, 1/20 nha là độ mạ dày của nó. 10kgf nè mọi người, k gold feel ha. Nó là mạ vàng 10k, độ dày là 1/20. Đó là 1/20 người tính ra cho em chưa tìm hiểu vấn đề đó 1/20 là bao nhiêu hết. Make in get money nha mọi người. Mắt của nó trong mắt của nó là 52 nha. 52 là chiều đây. 18 là khoảng cách giữa hai dây mắt này. Chỗ sống mũi không người. Đó, trên này xuống thì nó không có cái, thường nó không có để đo luôn. 32 nha mọi người. 32. Chiều đây của nó là 130 nha, mà về những cái kính này nè mọi người. Cái kính này mình có thể chỉnh chỉnh nó được nha. Chỉnh để nâng cái độ rộng này ra được nha. Chỉnh được ta, chắc chỉnh được hay sao mọi người, chắc chỉnh được. Đó, con này giá mới là tầm 25.000 yên. 320 nha mọi người, make in get money nha. Tiếp theo 17 180k. Đó, con này chủ yếu là mọi người lấy gọng nha, cái trong kính nó trầy xước dữ lắm nhưng mà cái gọng nó còn đặc biệt không có trầy xước mà cái trong lại trầy xước từ lưa hết mọi người. Đó, cái gọng còn ok, không có bị một vấn đề hết mọi người. Từ cái GMX tới này kia ha. 2 độ 75 luôn này, có độ luôn rồi, 2 độ 75 này. Trong kính trầy xước mà không biết đeo có bị gì không. Đây là coi như em bán người lấy gọng thôi nha. Đó,
2 độ 75 nha mọi người. Ba kích thước con này lớn nè. Con này 140 nha mọi người, 140. 140 52. 52 17 nha mọi người, 40 52 17. 17 180k. Tiếp theo 18 240k nha mọi người. Đó. Cái gọng này cũng còn rất là mới, giá bán là 12.000 yên nè, gọng titanium nha. Kích thước của nó là 54 12 40, còn cách đây là hơi ngắn nè, sai sóng mũi thấp cái gì á mọi người. Mũi nhỏ gì đó, đeo cái này được. 140 thì đây thương hiệu của nó đây. Forever nha. Có mã code luôn rồi, có mã của sản phẩm luôn, 135 nè. 135. Một mực đo cái chiều bự nhất luôn hả? 18 24 nha mọi người. Đó. Gọng thôi nha, cái này là gọng thôi nha. Mới 100% luôn. Tiếp theo 19 250 nha mọi người. Cái gọng này em được trước nó giống một cái gọng mà giá gần 10 triệu mọi người. Nhưng mà con này nó mất giá rồi, nó mất cái giá rồi. Đây, nó nhẹ tơn rồi mọi người. Nhẹ tơn à. Đó, gọng nhựa nha. Gọng này thì em nghĩ là nữ đeo đó, mọi người. Được đeo á. Thông số thì cái chữ nó có thấy 138 49 19 nha. 19 nè mọi người. Qua đây 138 nha, đó. Đây 19 là khoảng cách hai cái trăm lại. Đúng rồi, 19. Còn mới luôn người, mới 100% nha. Cái này là cái trăm giả nha mọi người. Người có thể đeo như kính mát cũng được, nhưng mà mình về mình lấy cái gọng thôi. Cái trong này mình đi cắt tính nha, làm cái trong mẫu á. 250 cho người, mã số 19, 250k. Đó, cái gọng kính mà nó có da, mọi người là mọi biết thấy lắm, lần đầu tiên em thấy luôn mọi người. Cái gọng kính mà nó phụ da này chắc là người chủ người ta phụ thôi chứ không phải zin hãng ha, không biết phải không nữa, nhưng mà có thông số là 4719 nè, 47 từ đây qua đây nha, 19 đây ha. Đó, còn chiều ra em đo thử. Cái này nam đeo văn phòng đeo ok là người 140 nha. Đó, cái kính này nam nữ đều phải đeo được ha, văn phòng mà đeo như kính này phù hợp mọi người. Bọc da còn lành lặn mới nguyên nha mọi người, ok ha. 20 24, ít khi gặp mấy con mà gọng như này mọi người. Tiếp theo lên mấy con kính mát nha mọi người. Đó, 21 38 nha mọi người. Boxer bô le xuân lát gì đây đó. Đó, còn mới lắm mà bảo quản nó dính bụi đó mọi người. À, Boxer hả, nó có dập nổi lên đây luôn. Kính này nam đeo nha, lớn tuổi tí với em đeo cái này nhìn như hơi như không phù hợp lắm. Em đeo rồi mà em không thích đeo mấy kính giọt nước rồi. Đây thông số của nó đây, 60 13 135 nha mọi người. 60 13 135, cái gì đâu bự vậy. Wow. Đọc lộn không ta, cái này bắc nam đeo mọi người, gần 147 luôn mọi người, 147 luôn ha. 60 hả, 60 đúng không? Bắt chơi nha. Đó, kính này đi nắng mọi người. Đi nắng ok nha. Thì mấy cái dòng kính này khả năng là sau này em không nhập nữa nha mọi người. Kính giọt nước này nè. Tại vì em chưa nói thẳng mọi người luôn là em chưa biết phân biệt những cái kính thật với kính giả. Của mấy dòng này nha mọi người. Đó, nó cũng bốc hơi nước này cũng ok đó, nhưng mà em vẫn chưa tự tin lắm mà chắc chắn nó là hàng thiệt nha, nghe thôi mặc dù nó mới 100% á. Đeo thì ok, 358 nha mọi người, đeo thì ok mọi người, không thành vấn đề, nó vẫn không có bám hơi nước của mặt của mình. 22 258 nha mọi người. Đây con kính mát F stainless plastic gì đây mọi người, Job nha, thương hiệu Job Hàn Quốc. À, kích thước nó là 53 17 140 nha, 53 nè, còn cách hai kính mắt nè. Đó, nó đang cột cái dây nè mọi người ha. Có cái dây là nó cột ở trong lại mọi người, chứ không phải nó dán keo. Hình như vậy á. Đó, chỗ đây nè. Đó, có cái dây chạy ở giữa đây.
Em giờ không làm kính này không có làm món này nha mọi người. Có mã của sản phẩm đây luôn nè. Đó, cái trong plastic nó đổ hộ phách cái kiểu vàng ngựa vàng đồ các kiểu đẹp ha. Rồi có đỡ mắc inchina ra luôn nha, cho mọi người đỡ lăn tăn về kính nha. Nhưng mà nó là làm cho thị trường Nhật nha mọi người. Kính mát nha, kính mát màu xám tro hơi nhạt. 22258 nha, thương hiệu Zot nha mọi người. Zot Hàn Quốc nha. À, tiếp theo một con Zot Hàn Quốc tiếp. Gốc Hàn Quốc tiếp nha mọi người. Đó, con này là kính đi mưa đi gió này, đó, không sợ bám bụi nó mắc nha. Kính đeo thì nó có mấy cái viền này nó dày nè mọi người, nó che được gió táp vô mắt mình á, đó. Đó, che bớt phần nào bụi nữa nha. Con này cũng là gốc luôn. Gốc Hàn Quốc luôn nha. Đó, gốc là thương hiệu của Hàn Quốc, cái túi của nó còn rất là mới luôn. Xịn sò luôn. Đây là còn cái khăn này, khăn zin của Dot luôn nha mọi người. Đó, cái khăn ngoài luôn. Đó, túi nó còn rất là mới nha mọi người, chứng tỏ cái kính này còn mới lắm mọi người. Kính mát nha, thông số nó đây 55 1 16 1 ủa thì có 128 này 140 mọi người, cái này nam đeo được nha. Có 128 này nó đo khoảng cách từ đâu tới đâu ta, khoảng cách từ có nhiều kính nó tính khoảng cách từ đây tới đây sao mọi người, có nhiều kính nó tính tới cái ngồi đây luôn đó. Kính này 140 mọi người, nếu mà đeo phủ con mặt á 23 24. Rồi có cặp kính mát này thanh lý 150 nè mọi người. Đó. Lô kính mát này thường mua đắt hơn kính cận. Một chút xíu. Này về bị lỗi, cái này thì nó hơi dơ này. Hơi dơ rồi dính keo này nọ đâu mọi người. Đó, nhưng mà còn cái trong này mọi người, trong nó là sạch nha, trong nó tương đối ok á, mọi người không có bị phè hơi nước, không bị đóng hơi nước. Đó, nhưng mà nó cái dòng nhựa đây chỗ nó không biết nó có bị vấn đề gì không mọi người. Không biết nó teo hay là nó làm vậy nè, nhưng mà cái gặng đây cái chỗ này đeo cũng cứng lắm rồi. Không êm tay lắm. Đó, hơi dơ người vệ sinh nha. Đó, tặng kèm mọi người một cái đây. Kính này thì xịn thò luôn á. Kính này đeo đã lắm mọi người, mắt rồi đeo mát lắm, nhưng mà nó lại thiếu, nó bị gãy mất một cái dây mát chỗ đây nha mọi người. Đó, bán nguyên cặp này luôn. Kính này nam đeo nha mọi người. Mặt lớn, con này về là người vệ sinh đeo được luôn nha. Đeo được luôn, đi nắng được ok luôn. Mà đeo nó không có êm, nhưng mà con này đeo thì rất êm, nhưng mà lại thiếu cái dây mắt. Cặp này 150 nha mọi người. Chết luôn. Tại em không để ý lắm, không bị. 25, 256. Đây, một con thương hiệu khủng nha. Đó, Grand Cherokee vậy đây. Không biết phải khủng không? Chắc có sự nhầm lẫn. Đây, không biết nó là đang viễn nha mọi người, không biết viễn hay cận. Mà nó vừa là làm kính mát được, mà nó vừa làm kính. Con này cận nhẹ mọi người, con này hình như cận nhẹ hả, vừa làm kính cận vừa vừa làm kính mát luôn nha, cận nhẹ chắc không phải Ấn Độ, không nhẹ đâu, tại em đeo thì hơi chón đó. Nhưng mà nếu đó là kính mát không thì đeo rất là đẹp luôn đó. Thì có thể là mọi người nhiều nhiều khi lấy cái gọng mà cắt gọng cận vẫn được. 140 thông số nó đâu ta, Paris Pháp mọi người, thương hiệu này của Pháp này ha. 58 18 140 này người, 58 18 140. Đó, thông số nó đã đầy đủ đến đây rồi nha, em không đo lại nữa. Để cho tăng tốc. Tiếp theo mã 26 220k nha mọi người. Con này thì chắc chắn là người gì lấy gọng rồi. Em coi thì nó có để độ nè. 2DM rồi đó. Có thông số nó dập mờ dập chìm đây nè mọi người, thấy quá. Không độ thì em không thấy nha, thông số nó đây. 53 16 139 nha mọi người. Đó, gọng này khá là dẻo ha, khá là dẻo á. Ok. Đó, tương đối á, đó, dẻo. Aken UF ở đây mọi người. À. Về mắt nó có thương hiệu này ở lúc nha, ở lúc của Nhật nè mọi người. Đó, ở lúc của Nhật nha. Nó bị dính keo rồi mọi người, giờ leo qua đi nha, dính keo á, keo dán giấy mọi người. Đó lại nha, 140 nè. 50 30 16 người ha. Đó. Mắt hổ này nam đeo được nha mọi người, nam đeo được nha. Kiểu như hộ phách đó mọi người. Nhìn thấy cũng 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 cái này chắc hợp phong thủy với em nè. Em thích gọng dừa đỏ nhưng mà đừng bánh bèo, mà dừa đỏ bánh bèo thì hơi khó, em đang kiếm cái gọng đỏ.
mắt to to xí vậy đó, em sẽ em đeo em cũng bị cận mọi người. Nó bán riết mà chưa có cắt được cái kính cho mình đeo nữa. FT Titanium này mọi người. Đó, thông số đó là 35 17 140 nha. Thông số nó hiện ra nó hết rồi thì em sẽ không đo lại cho mọi người nha. Đó, con này made in China luôn ha, China hàng China. 18 nha. Chỉ một người về lấy gọng gọng titan nha mọi người. Người từ titan có made in China Brazil USA hay gì đó nó cũng không rẻ ha. Nếu gọng titan mọi người mua ở ngoài thị trường. 27 180k nha mọi người. Tiếp theo 28 109. Ôi, con này kính mát hả ta? Ô, kính mát mọi người ơi. Lộn lộn bỏ lộn ở đây rồi. Tưởng kính cận lấy gọng. Cái này kính mát là lỡ rồi bán luôn nha, 109. Kính mát nha. À nó bị cái lớp phủ này nó bị tróc nè mọi người. Nó còn lớp gọng ở trong không à. Đó thành ra thông số nó bay đi đâu hết rồi. Nhưng mà không có bị vấn đề gì với cái trong kính nha, vẫn đeo vô vẫn nhìn sáng nè mọi người. Leo quá là sạch sẽ liền nha, leo quá là sạch liền. Cái này là nam đeo nè, nam đeo này 140 nha. Chi tay của nó là 56 48. Đây khoảng 17 nha mọi người. Đâu quá. Còn cách hai kính nữa hả? Cái cỡ đó. Đó, kính mát nha mọi người. Chỉ bị hơi chốc cái này thôi. Nhưng mà mình đeo đi nắng, đi mưa, đi bương vẫn ok. Còn không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng nha. 28 190k. 29 220 nha mọi người. Cái gọng này nó nhẹ lắm, nó không có đỡ là titan nhưng mà em thấy nó rất là nhẹ nha mọi người. Nhẹ bên bên gel ai đây mọi người. Có mã thương hiệu đây luôn nha. Có mã sản phẩm ở đây luôn nè. Nó đoạn đời Made in China nha. Đó. Nhưng mà mọi người lưu ý là hàng Trung Quốc xuất nhập nó phải ok chứ không phải tào lao bí đao được nha. Thành ra mọi người đừng khắt khe với Made in China thì ở đâu á. 57 16 57 15 43 nha mọi người. 57 15 43 đúng rồi, đó đúng rồi, chuẩn rồi. Đó, cái này nam đeo văn phòng đeo rất ok mọi người, cái gọng nó rất là đẹp nè, uốn lượn này nọ. Đó. Đẹp mọi người. Gọng này nam văn phòng đeo được mọi người. Tướng em thì hơi chợ búa đeo này không hợp nhưng mà ai mà văn phòng lịch sự lịch thiệp mang cái này ok nha. 29 220k. Tiếp theo. Đây một cái đây gọi là siêu phẩm Made in Việt Nam nha mọi người. 240 mã 30 này. Đấy. Lần đầu tiên kính bên Nhật gì mà có con Made in Việt Nam luôn. Nên ra Việt Nam mình cũng vươn tầm thế giới dữ ha. Đó. Thương hiệu là Curio Sacre nha. Có thể là Việt Nam mình là nó sản xuất thôi, còn công ty nó vẫn ở nước ngoài nha. Giống kiểu như nhiều sản phẩm máy Makita mà Made in China vậy đó, đó và kiểu kiểu vậy mọi người. Gọng là gọng Titanium nha, 54 17 142, con này hơi bị hố, hơi rẻ rồi. Gọng nữa. Con này dung mắt dính rất là cái gọng kiểu này là rất là dễ đeo nha mọi người. Nam nữ đều dễ đeo đó, dễ đeo đó. Gọng lớn luôn nè, đó. Ok quá ta. 142 này, chuẩn 142 luôn. Đường cái Việt Nam mình là kích thước là cái nào ra cái đó mọi người, chuẩn đét đẹp luôn. 54 IC luôn ha, IC luôn khỏi phải đo lại nữa mọi người. Nó in Việt Nam nha, người ủng hộ hàng Việt Nam đây mọi người. 30 24. Nó thì con này rất là dễ đeo mọi người. Mấy dòng gọng kiểu này dễ đeo lắm. Nam nữ đeo đây nữa này, một con này nữa rồi sao con Việt Nam mình nhiều khi nhìn nó còn đẳng cấp hơn cái con đù Magenta nha mọi người. Cái này thương hiệu rồi, hàng thương hiệu này em nghe phong phanh đâu, nhiều đồ cũng đắt tiền cơ lắm á. Có mã luôn, có mã của sản phẩm luôn đây nè. 140 là chiều đây của nó nha, chiều đây 140, nam nữ đều đeo được nha mọi người. Gọng Titanium nha, gọng Titanium màu nâu đỏ. Cái dây mắt cũng màu nâu đỏ luôn. Khả năng hai cục đây hai cục vàng không biết. Tại thương hiệu sành mấy cục này có mấy cái nó làm bằng vàng đó mọi người. Bằng vàng. Hồi bữa em cân hai cục rồi nha, chứ không phải là em nói bậy bạ mọi người. Em cân hai cục vàng này đâu nè. Mấy trăm ngàn á, giỡn đâu. 140 sau này vô kính mà về có mấy cục này mà vàng vàng nghi 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 là sẽ cày ra nghiên cứu thử mọi người. Bữa em bán ngồi kính hô da á. Cái gọng chỗ đây vàng hết nè, nhức nách luôn. 31 240k. Nam nữ đều được nha mọi người. Mặt lớn á. Đó, con cuối cùng.
mã 32 200k nha. Đó tại vì cái Việt Nam mình thích cái gì cũng to hết, người Việt Nam ham to, cái gì cũng to 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 hết, mắt mắt nhỏ này khó bán. Thành ra bán cao thì người không mua, thành ra ráng bán 200k thôi. Đó chứ thực chất những con này nhìn cũng rất phong cách nè, kiểu như cái máy kính để đọc sách đó mọi người. Con này thì em không biết nhiêu độ. Đây gặp nó là Made in Japan nha, Titanium 527138 này, đó. Big Flex này, Cavic này mọi người thấy không? 044M thấy không? Đó, 32 200k nha mọi người. Nhẹ tơn mọi người, gặp Titanium nha. Đây, Titanium này. Tất cả đều là bằng Titanium hết nha. Mà cuối cùng video luôn 200k. Rồi đơn hàng nào trên 500 ngàn hôm nay á, người chuyển khoản thì em sẽ bao ship mọi người nha. Chỉ video này thôi nha. Mấy cái này nhẹ phí ship cũng không bao nhiêu hết, đó thì em sẽ hỗ trợ người phí ship bao nhiêu được, chứ còn mà một dưới 500 ngàn thì em không hỗ trợ phí ship nha. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại mọi người video đồ nghề tiếp theo tuần sau nha. Bye bye mọi người. Tuần sau lên đồ nghề là đồ nghề máy móc đồ, vẫn còn ít máy móc thanh lý, với lại đồ nghề mới về được ít cũng khá ok, thì lên mọi người giới thiệu mọi người ít đồ nghề nha. Nhưng hiện tại thì chưa làm kịp mọi người, giờ chưa đâu gì đâu hết, để coi lại rồi sắp xếp rồi em mới đăng nha. Tạm biệt mọi người.